Tổng công ty dầu Việt Nam PVR hôm 2 tháng 4 loan báo rằng hệ thống công nghệ thông tin của họ bị tấn công có chủ đích theo hình thức mã hóa dữ liệu làm dừng hoạt động website, email, ứng dụng thanh toán và hóa đơn điện tử. Vụ tấn công xảy ra vào lúc 0 giờ ngày 2 tháng 4 khiến hệ thống công nghệ thông tin của PVOI bị ngưng trệ. Công ty cho biết như vậy trong một thông báo cùng ngày. Thông báo còn nói rằng PVOI đã phối hợp với Bộ Công an xử lý theo pháp luật và có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất. Tối ngày mùng 2 tháng 4, Tổng cục Thuế ra thông báo rằng hệ thống PVoi bị tấn công và đã gây ra sự cố ngừng hoạt động toàn hệ thống PVoi, trong đó có hệ thống hóa đơn điện tử theo trang Vietnamnet. Tổng cục Thuế nói rằng họ đã tạm thời đóng cổng kết nối trực tiếp với PVoi và sẽ mở lại khi hệ thống PVoi đã được khắc phục. Theo VN Express, PVOI là một trong 34 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu độc quyền nhập khẩu xăng dầu tại Việt Nam, chiếm 17% thị phần cả nước. Truyền thông Việt Nam cho biết tính từ đầu năm 2023 đến nay đã có hơn 13.750 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Hôm 24 tháng 3, công ty chứng khoán VN Direct cũng đã bị tấn công theo hình thức mã hóa dữ liệu, sự cố khiến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phải ngắt kết nối giao dịch từ xa và giao dịch trực tuyến trên một số các thị trường giao dịch chứng khoán.